Mọi người thấy là một cái sọt lý kép mình nguyên này của nó vẫn còn ni lông đây, bóc để cho mọi người xem cái sọt nguyên của nó nhé. Đấy, khi mà nguyên thì cái ni lông của nó vẫn còn nguyên si này. Bảy thì thôi. Nên mâm dài hơn này, ô đẹp đẹp này. Đấy, cái này là lý kép củ lý kép thơm ấy. Thì thường ấy, thì cái kép thơm của nó, cái mầm của nó mọi người thấy khá là đều, và mầm của nó với củ vảy với cả là cái mầm của nó, đặc biệt là mầm nó sẽ có màu hồng hồng này. Màu này là màu đỏ hồng, thì nó sẽ có cái phong của nó từ hồng đấy. Và nguyên vẹn của nó đấy, củ nó rất là đều luôn, rất là đẹp, rất là đẹp. Đây. Những cái củ nào mà hỏng hóc ấy thì mình sẽ bỏ, mình loại hết, mình sẽ bới lên cả sọt như này, và những cái củ nào mà hỏng thì mình sẽ nhặt từng, nói chung là khi đóng gói thì nhặt từng củ đóng gói, và củ nó hỏng gãy mầm cả thứ thì móc tối thì mình sẽ bỏ đi. Và khi mọi người nhận củ thì sẽ nói chung là cố gắng sẽ đóng gói củ nó chắc chắn nhất. Củ mầm của nó rất là đẹp luôn, màu rất là hồng. Nếu mà mọi người đặt mà củ kép mà khi nhận mà cái củ của nó ấy, cái vảy với cả là cái mầm của nó mà bợt trắng đục đục ấy, gọi là nhợt nhợt ấy, thì nó thường thường là củ không phải là lý thơm. Đấy. Hầu như tất cả các loại lý thơm, kể cả kép hay đơn, thì nó sẽ có cái màu, có màu, trước hết là có màu, thứ hai nữa là có cái màu ửng hồng hồng, kể cả vảy với cả là cái mầm, đặc biệt là mầm này, nhìn thấy này khá là đẹp. Rồi, ok, chào mọi người.